tôi và cũng có hạnh phúc, tức là gặp lại ông bà chị em sau một cái tuần mà được vui vẻ, chúng ta có một cái kỷ niệm rất là vui, chúng ta được đi biển dự phục sinh, cho nên là hôm nay thấy hình như là gương mặt nào cũng mà rạng rỡ hết không ạ, đứng ở trên đây mà ngó xuống vậy là được lệ lắm luôn á. Hy vọng rằng là đừng có trong héo ngoài tươi ha. Chúng ta nên sống thật chút nha, đừng có sống ảo theo bây giờ nhìn ta nói đùa vậy thôi, chứ thật sự ra cái gì làm cho người đứng đây á mà nó có sinh khí nhất quý vị không? Tại vì á có một người đứng đây nè mà đối diện với bao nhiêu gương mặt nói lên đó. Thật sự mà nói đó, khi chúng tôi là những người giảng dạy quen rồi đó, lúc đó chúng tôi bị hay dễ bị tác động bởi ánh nhìn nào đó đó, nhưng bây giờ quen rồi, bây giờ là lão làng rồi. Bây giờ ở dưới có mũ giờ cũng đang cũng giảng bình thường à, không sao hết. Dù vậy nhưng mà bắt gặp được một cái ánh nhìn nào tươi vui tích cực thì nó cũng sẽ được khích lệ lắm hơn mà chị em. Kính thưa hội thánh, chúng ta vừa sau lễ phục sinh, trước lễ phục sinh chúng ta ôn lại một chút ha, đó là chúng ta ôn từ đầu năm đến giờ đi. Thánh thoát mà gần là ăn lễ gọi là nửa năm rồi đúng không? À. Và nhớ hồi đầu năm thì chúng ta cũng như những năm trước chúng ta làm điều này điều nọ, nhưng mà đầu năm thì chúng ta đã đồng ý với nhau là chúng ta phải tạm hoãn, tạm ngưng tất cả mọi cái để dồn cho sự yêu thương, đúng không? Dạ, mọi cái công tác mục vụ riêng tư gì không cần biết, chúng ta nỗ lực dồn cho sự yêu thương và chúng ta chờ đợi, và ai nấy rất là thỏa mãn, thỏa lòng. Bởi vì cái kết quả nó thật sự là có người thì nói là như mong đợi, có người nói là hơn cả mong đợi đó. Thì chúng ta rất là vui. Và sau cái sự yêu thương thì chúng ta bắt tay vào việc ngay. Tháng 3 mà. Rồi, hội thánh không phải riêng chúng ta đâu mà tất cả hội thánh đều biết rằng là sự yêu thương là một cái bàn đạp để chúng ta có sự sống và chúng ta đi tiếp, chúng ta thực hiện cái đại mạng lệnh của Chúa và chúng ta tiếp tục để rao giảng phúc âm qua cái việc mà chúng ta kỷ niệm Chúa chết và sống lại. Nó tạo thêm rất nhiều cái động lực cho chúng ta. Bây giờ tôi hỏi ông bà anh chị em, vậy thì từ hồi phục sinh tới mới tuần trước tuần này gì? Bây giờ ông bà anh chị em đang chờ gì vậy? Đang chờ gì? Chúng ta đang chờ gì? Dạ. Phục sinh xong mà chờ gì? Chúng ta hội thánh chung á, phục sinh xong chờ gì? Chờ Chúa Thánh Thiên. Dạ, chờ Chúa Thánh Thiên. May mắn lắm cho có người nhớ mà chờ á. Ngày hôm nay nhiều người quên lễ Chúa Thánh Thiên rồi, không có nhớ đâu, chờ. Thôi tạm thời bỏ qua đi. Những lễ lớn thôi, phục sinh xong này gì? Giáng sinh. Dạ, chỉ có sinh thôi, mình chỉ có sinh thôi. Phục sinh xong Giáng sinh, Giáng sinh xong chờ phục sinh. Cái vậy, hội thánh mà, nhà Chúa mà, mấy cái lễ là lớn lắm. Không à, nhưng mà ngày hôm nay á, chúng ta biết lợi dụng thì giờ rồi. Ngồi chờ đó tới Giáng sinh lâu lắm. Phục sinh xong rồi chúng ta chờ gì? À, đó như chúng ta nói đó, lễ ngủ tuần này kia nọ ha. Nhiều khi lễ ngủ tuần đó ở đâu, hồi nào đó đâu có biết đâu. Thật sự mà nói, quý vị phải đồng ý với chúng tôi rằng trong tầm 3 năm trở lại đây, ít có nơi nào nhấn mạnh về lễ Đức Thánh Linh giáng lâm. Còn biết không? Tụi nó quá không? Nhớ rồi đi, không mình nhớ hội thánh mình thôi, đừng nhớ hội thánh nào hết trơn á, đúng không? Có nghe giảng gì đó không? Không, sớt sớt mà thôi. Và chúng ta vậy, cái tâm trạng chung á là mấy chục năm nay rồi. Là gì? Lễ 30 tháng 4. Dạ. Bây giờ chưa chi rồi tôi đã nhớ ra 30 tháng 4 cũng nhầm nè. Cuối tháng nha, tôi mới thông báo luôn ban thực. Nghỉ 30 tháng 4 này không ai đi nhớ một đồng đâu, tôi đi về quê hết rồi. Khỏi ăn gì đây hết. Thông báo trước nha. Cho nên ở nhà đủ gì có thể tự lo bữa ăn trưa đó. Tháng 4 này là không ăn, chứ sinh nhật phục sinh ăn nhiều quá rồi. Đó là vậy. Cái chờ 30 tháng 4. Rồi 30 tháng 4 này quốc cho 5 ngày luôn. Lễ dỗ tổ hùng dương gì nó kèm vô đó nữa. À, thôi thì cũng ráng đợi. Kệ nó, mệt quá mà. Về quê chơi đi ha, thăm gia đình người thân đi ha. Rồi, cái lọc đọc phục đi 30 tháng 4 vô làm gì? À, đã, tới các bạn nhỏ gì? Ăn nghỉ hè rồi. Tới đây kia hè về. Ra về rồi cái tung tăng đi chơi. Không à, chơi cho hết cái mùa hè. À, nhưng mà nhớ nha, nếu quay trở hội thánh nhớ nha. Tháng 5 là có lễ, mà lễ mẫu thân. Chúng ta đã lợi dụng thì giờ rồi, ngày đã nhắc nhở nhiều lắm ha. Lễ mẫu thân xong cái lễ phụ thân tháng 6 ha, được nhắc nhở nữa. Đó là chưa kể trong quá trình chờ đó, hội thánh chúng ta có hai đám cưới chờ nữa đó nha. Đó, rồi đó chờ đó hết xong rồi cái qua tới mùa hè. Mùa hè vô là gì? Ô,
tháng 6 vô nữa, quốc tế thiếu nhi nữa, à, rồi thánh kinh hè nữa, đó lễ lễ lớn của hội thánh không à, rồi phải lo hết vô, rồi thánh kinh hè xong xong xuôi hết rồi á, rồi làm gì? À, rồi trung thu, ở trung thu là cái mình học tuy là giảm cân không ăn bánh trung thu, nhưng mà trung thu là đáng chờ lắm, biết chờ gì không? Trung thu nhằm mùa phụ tụ trường, à, mùa tụ trường thì phụ huynh ơi mình chờ gì? Mình chờ gì? Phụ huynh? Chờ chờ Chúa tiếp trợ nhé, ăn không Chúa không tiếp trợ đó một phí không có được đâu, cho nên là sắp sửa trung thu cái có nhiều người cũng cầu nguyện lắm ha, chờ Chúa tiếp trợ đã có tiền đó một phí cho con, nó tụ trường rồi, còn đó là không biết là nó có chịu đi học không, ồ đủ thứ cái chờ hết, cái đi học xong xu ổn định xong cái là giờ tôi nói tiếp tới plan luôn cả năm luôn nè, tháng 10 năm nay quyết định đó là gì, cả giáo hội chữ lão chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là bồi linh ít nhất là 2 ngày cho phụ nữ Nam Trung Bắc luôn. Đó là lấy cái ngày đó là phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 nha, tại lâu lắm rồi phụ nữ nhìn như quên mặt nhau hết, cho nên là xin cầu nguyện và chúng tôi sẽ làm đề xuất để được hỗ trợ làm cái ngày lễ đó nha. Cái rồi 20 tháng 10 xong rồi bắt đầu lại gì, lễ tạ ơn, nhớ lễ tạ ơn năm rồi chuyện gì xảy ra không đó, nhớ không? Rồi nhớ nha, chưa lo lễ tạ ơn năm nay sáng tạo một chút đi, đừng có bắt cô Liên phải nhớ hoài, quý vị phải hợp tác rồi ra những cái lễ rồi rồi xong là lễ tạ ơn xong là gì? Lạy Chúa tôi là gì? Là bắt đầu là hoa trạng nguyên đổ đầy đường hết trơn rồi đó, tất cả đổ do cái màu đỏ và màu xanh lá hết rồi nè, làm sao mà quên được cái lò Giáng sinh, Giáng sinh rồi tập hát rồi là gì? Lo tổ chức Giáng sinh ở đâu nữa, mà hình như mình cũng có kế hoạch Giáng sinh năm nay làm sao rồi đúng không? Rồi cứ mình chờ Giáng sinh thôi, Giáng sinh đến, Giáng sinh xong là gì? Ồ, Giáng sinh xong rồi đó là gì? Rất là tất bật, bởi vì sao? Năm hết Tết đến, Tết Tây rồi lại Tết ta, tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuống lại gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa, không có tiền. À, chờ có tiền cho mới làm được này kia nọ chứ, rồi cái gì? Bắt đầu là xong xuôi hết, nhớ nha, hội thánh mười mấy năm nay, hình như 20 năm từ hồi thành lập tới giờ, có cái đêm là gì? 31 tháng 12, nha, thâu đêm với nhau, cầu nguyện với nhau, ô lạy Chúa ơi, đổ nước mắt ra, kêu cầu với Chúa, bao nhiêu đề án, bao nhiêu mục vụ, bao nhiêu kế hoạch chưa xong, còn lỡ dở, nhất là mấy cái mà bị mắc kẹt, ách tắc từ lâu nay là còn bị giữ vô, bởi vì đây là cái cơ hội bằng vàng luôn, à, không phải một mình cầu nguyện, mà cả hội thánh mình cầu nguyện, hết đêm đó, tới ngày gì, à, ngày gì, khi nó cầu nguyện đầu năm, dịp đã tốt quá, ô dịp đó là coi như là xác thịt mày lui ra, bây giờ là để cho Chúa làm chủ hoàn toàn luôn đó. Đúng là con người thánh đó. Xong đó gì? Một năm nữa đến. Rồi lại gì? Chờ phục sinh. Thưa ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta luôn phải chờ đợi như vậy. Có những cái nó mặc định rồi. Tại vì nó mặc định rồi, cho nên người ta thường nói gì? Suy nghĩ nhiều quá, cảm xúc quá, tự nhiên tới thôi. Có ai ngồi để chờ đợi cơm không? Đúng là không có. Có những cái nó cứ tới, nhưng mà cuộc sống mà nó đâu có tới như mình mơ mình tưởng được đúng không? Đặc biệt là cơ đốc nhân, cuộc sống chúng ta được Chúa mặc định là vậy, đi trên con đường hẹp, dạ chật chội lắm, chật giống như đất Sài Gòn giờ vậy đó, 15 triệu dân ra là đầy đường luôn, thế nào cũng qua cũng chạm. Như vậy thì chúng ta có những cái ao ước, có những cái niềm tin, có những cái vụ việc, chúng ta có những cái con người, có những cái lời hứa và chúng ta chờ để được như ý. Thì ông bà cho em nghĩ đi, trong cái quá trình chờ đợi đó, cái cảm xúc tích cực và tiêu cực cái nào khả năng xảy ra nhiều hơn? À, ngày hôm nay làm một cái đẻ ha, mà ai đó mà đưa lên cái xác suất mà gọi là rủi ro đó mà quýnh ít quá đó, phải cho rớt liền, người này không hiểu biết, không có research, tức là không có nghiên cứu thị trường. Ngày hôm nay đó, trong những bản kế hoạch đó, thì cái xác suất mà rủi ro nó đã tăng lên rồi, ông bà anh chị em. Nó tăng lên nhiều mặt lắm, không phải tăng về mặt nguy hiểm của dịch bệnh, mà tăng về mặt môi trường, tăng về mặt gọi là thời gian, tăng về mặt là những cái chính sách dân dân luôn. Ai có làm ăn biết đó, khó như vậy đó. À, kể cả những cái đề án của gọi là tôn giáo, nó ăn tính tôn giáo á, nó cũng phải đưa vào cái rủi ro tăng cao như vậy. Điều đó làm cho chúng tôi là những người gọi là hầu Chúa đó, mình cảm thấy nó làm sao sao á.
đã nói là mình tin rằng Chúa ở cùng, Chúa sẽ hỗ trợ, Chúa mình có đức tin, Chúa cho quyền năng là cái gì cũng làm được. Nhưng mà tại sao mình phải đưa vào một cái đề án đó, là một cái mức độ rủi ro cao như vậy? Và ai mà là làm được cái này đó thì đề án nó sẽ được duyệt. Bởi vì nó có thực tế chứ không phải là giấy viết chứ mực. Tôi ngưng ở đó để tôi nói tiếp cái điều này. Cho nên cho dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều có cái để chờ. Ha. Nhưng ở đây nó khác một điều mà sáng hôm nay trong thời giờ này tôi ban đầu đó, thì thật ra là cái sứ điệp của tôi đề là điều cha đã hứa, lời cha đã hứa. Nhưng mà tôi học lại kỹ Kinh Thánh, tôi thấy không có đủ thời gian nên tôi bỏ cái chữ rồi là cái đó đi. Bởi vì nếu mà tôi nói là lời cha đã hứa thì sáng hôm nay tôi nhấn mạnh phần A, lời cha đã hứa là lời gì. Nhưng mà tôi sẽ nhấn mạnh ở cái phần B thôi, đó là chờ điều cha đã hứa. Cho nên chúng ta sẽ một lần xem lại từ khi chúng ta kỷ niệm Chúa phục sinh đến giờ, chúng ta đã chờ gì, sẽ chờ gì, chúng ta phải chờ gì nữa, phải chờ gì nữa. Vì đó cái quy trình, đúng không? Cuộc sống và những cái sự kiện đó nó là một cái quy trình. Ở trong hội thánh nó cũng là quy trình thôi, vậy chúng ta chờ cái gì? Nếu chúng ta cứ ngồi đây và chúng ta nói thôi đừng có nói nhiều quá, mệt quá, chúng ta tự đương nhiên là gì? Là sau phục sinh rồi là giáng sinh ha. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, ai đã từng chờ, chờ trong những trường hợp gọi là có một cái sức ép đó, bị ép đó. Chẳng hạn ai đã từng chờ bác sĩ trả lời về một phác đồ điều trị ung thư? Tôi có, anh tôi đó. Khi mà bác sĩ nói ung thư thì là coi như tiêu rồi ha, chờ không. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó tôi thấy một cái sự dạy dỗ chứ ba này nè, lúc đó biết rồi thì lần lần cũng chấp nhận thôi chứ giờ sao giờ. Nhưng mà không thể chấp nhận như vậy được, phải làm gì đó chứ, không có nằm chờ chết được, đúng không? Lúc đầu thì anh tôi là người bệnh quyết định là không làm gì hết, phải tôn trọng ý kiến người đó chứ. Nhưng mà chúng tôi bàn lại đó, sợ sau này đó rồi á, khi anh qua đời đi đó, vợ con á kịp gánh nổi không, tôi là em gánh nổi không, chị tôi anh Mỹ gánh nổi không, người ta sẽ nói thì sao? Nó nhà đó đâu có đến nổi gì, không có khả năng ha, mà không điều trị để cái bệnh đó đâu đến nổi gì đâu, đáng lẽ điều trị sẽ được mà thật có nhiều người đến khuyên vậy rồi. Nên làm chúng tôi phải suy nghĩ lại. Riêng cá nhân tôi nghĩ, ủa giờ mình chờ gì ta, mình chờ gì? Thì á, bắt đầu tôi đến hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ chờ cái gì. Bác sĩ nói nha, tôi nói nếu mà như vậy thì thôi chúng tôi về nhà liền bây giờ. Bác sĩ nói không được, trước khi về á, chỉ phải đợi cái phác đồ điều trị của bệnh viện chứ. Ở đây bệnh viện mà, bệnh viện là cứu lên cùng luôn. Rồi xong khi ra nói xong á, còn làm, đó là bệnh nhân, cái nó phải đỡ chứ. Cái à, có lý ha, đợi cái phác đồ điều trị ra. Và trong khi đó tôi hỏi rất nhiều bạn học của tôi là cũng là bác sĩ về chuyên về hóa chất đó, hỏi đó. Thì đúng rồi, chờ cái đó đi quyết định. Và anh tôi cũng được thuyết phục, à đúng rồi, thôi chờ. Thì khi có phác đồ điều trị ra rồi đó, biết rõ như vậy rồi đó, thì tôi thấy là giai đoạn cuối cùng của anh tôi đó là 1 tháng ở bệnh viện, 3 tháng ở nhà, cộng lại hết sức là ý nghĩa, xứng đáng, phải nói vậy đó. Để như mình biết nó sẽ tiến trình như thế nào quý vị. Và mình thấy rằng là đây là mình đồng ý, giống như mình ký vô tờ cam kết này, sau này sẽ không ai đổ thừa ai được hết. Cái đó hay. Cho nên điều đó nó dạy tôi một điều gì? Trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không chờ nó cũng tới, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn thái độ chờ đợi mà, đúng không? Có quyền mà. Bây giờ người ấy hứa, anh hứa cuối năm nay anh đến gặp ba má em nhá. Nghe hứa vậy mà nếu mình chịu á là cái thái độ phải khác rồi nha, phải vui lên nè, phải rạo lực lên nè, ăn không ngon ngủ không yên nè. Còn mà hứa xong một cái ngó quay tới nó tỉnh bơ, nó vẫn đi ăn vặt bình thường, nó vẫn không quan tâm gì hết, là coi như là không trúng đối tượng rồi đó. Một cái lời hứa mà làm cho mình gọi là nghĩa là mình phải thay đổi, nó không bình thường được á, thì là đúng á, cái đó nó cho động lực vậy lắm. Ta mình chờ đợi, cái gì chờ đợi gì?
Anh ơi, hôm bữa anh nói cuối năm mà năm nào nhiều khi anh bận quá cái anh quên á, cuối 23 nha, hay là 24, 25 nói đại chữ cho rồi đi, đúng không? Giờ hai trời chiều đúng không? Dạ, nói năm đi, rồi nói năm xong, à, cuối năm 23 hả? Vậy anh ơi, cuối năm 23 vậy không còn bao nhiêu tháng nữa đâu, đúng không ạ? À? Mình nhắc lần lần chứ như đòi nợ vậy, phải nhắc lần lần, chắc lần lần. Rồi đó một cái thái độ chờ tích cực mà, chứ không thể nào, cuối năm hả? Vậy hả? Rồi chờ. Đâu có thể gì đâu. Ờ rồi mình làm gì ta? Ủa? Vậy là cuối năm nay cái rồi mình với ảnh là một hả? Cái gì ở chung nhà, ở chung phòng á, gì kỳ quá. Tối hôm qua là một cặp rất là dễ thương đó, là hơn vậy giàu đến nói chuyện với tôi đó. Ai bạn thấy là lo. Ủa giờ sao ta? Sao không nhân thì sao? Sao không nhân cái làm nên nghĩa vợ chồng ở chung. Cái nói ủa gì vậy? Ý con thắc mắc gì? Hai bạn mất cười lắm. Nói không lo quá cô. Vậy rồi sao? Ủa vậy là bình thường thôi. Còn hỏi gì nữa, đợi tao đó mới biết, đúng không? Giờ không trả lời được, có chắc giờ không trả lời được đâu con. Đó, tao đó biết, nhưng mà sao? Rất là hay, rất là hay. Bởi vì chúng ta đã chờ một thái độ tích cực. Điều đó nên lắm, nên có lắm. Dạ, và tôi đã tư vấn cho hai bạn là ngay giờ phút này hỏi nhau liền đi. Đừng hỏi cô, đừng hỏi ai nữa, hỏi anh ơi, anh thấy làm sao anh? Em ơi, em thấy làm sao em? Bữa nay bớt lo chưa? Nay có ngủ luôn, đang ăn được không? Lo gì? Chia sẻ nhau. Trước đây một cặp khác tôi cũng nói vậy rồi. Đây là giờ phút mà bạn đem bạn nói chuyện trực tiếp với nhau. Vì đó nó cho thấy gì? Tất cả sẽ đưa đến một sự hiệp một. Bạn đang tìm được điểm chung rồi đó. Bạn có điểm chung rồi. Dạ. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta đang chờ cái gì? Sao phục sinh mỗi người đều có một cái chuyện để chờ, để mong, phải không ạ? Nhưng mà cái quy trình của Kinh Thánh là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh. Chúng ta cùng mở ra ở trong Luca đoạn 24. Luca đoạn 24 câu 52 đến 53. Để cho rõ ràng tôi đọc. Mời ông bà chị em dò xem. Luca đoạn 24. Dạ, tôi xin được đọc từ câu chính xác, tôi đọc từ câu 44 trên màn hình tôi ghi chiếu. Luca đoạn 24 câu 44. Đoạn ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ ngài mở trí cho các môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dừng ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc quyền phép từ trên cao. Đó là cái lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ sứ đồ. Chúng ta cũng đọc thêm ở trong Công vụ đoạn 1. Công vụ sứ đồ đoạn 1 từ câu 1 câu 4. Đây là thư của Luca viết cho một quý nhân tên là Theophilus. Cho nên ông nói: hỡi Theophilus, trong sách thứ nhất của ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày ngài được cất lên trời, sau khi ngài cậy Đức Thánh Linh mà răng dạy các sứ đồ ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, ngài lấy nhiều lời chứng tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày. Ngài phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Chờ điều cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Lời cha đã hứa thì là cựu ước, ở trong cựu ước. Và điều ta đã nói, tức là Chúa Giêsu đã nói, là tân ước. Nói ngắn gọn chút vậy cho dễ hiểu. Thưa ông bà, chị em, trước đây tôi có coi một cái phim. Đây cũng phải mở mắt nói chuyện riêng chút xíu ha. Tôi là nhỏ lớn, tôi thích coi phim lắm. Nhưng mà sau khi mà tôi đọc Chúa, tôi cảm ơn Chúa một điều. Tôi coi phim đâu biết đường đâu lửa quý vị.
giờ hỏi tôi cái phim mà tôi sẽ nói thì tự gì tôi cũng không nhớ luôn. May mắn lắm tôi nhớ của cái nước nào đóng mà được rồi. Mà tôi, cách tôi coi phim á, là tôi coi á, là tôi hay tìm cái ý tưởng, tôi sẽ tìm cái dòng chảy của cảm xúc thôi. Mà cảm ơn Chúa đó, là tại vì tôi đâu có nói chuyện với ai, vì thế tôi không nói chuyện với ai, không có nói chuyện với ai đó. Cho nên là tôi ở nhà thì tôi đọc sách, tôi cầu nguyện, xong tôi đi gặp ai đó thì cũng không có để nói cảm xúc của mình đó. Cho nên là tôi hay đọc sách, tôi hay coi phim. Mà cảm ơn Chúa đó, những điều đó nó luôn luôn là giống như là nó hỗ trợ cho cái điều tôi đang được dạy dỗ. Cho nên tôi đọc nhất là những cái mà nó có kinh thánh đi theo á, có ý tưởng đi lời Chúa đó, thì nó ấn tượng cho tôi lắm. Đây là một trong những cái đó. Lần đó tôi có coi phim Hàn Quốc, thì cái phim đó là dựng lên cái câu chuyện đó là ở một cái gia tộc của một tập đoàn gì đó không biết, thì có hai người con trai thôi, người con trai cả, người con trai út. Thì khi mà ông bố đó, lúc đầu là ông bố ông gầy dựng sự nghiệp, từ tay trắng gầy dựng sự nghiệp lên và trải qua bao nhiêu sóng gió mà được đưa đến một cái tập đoàn kinh doanh nổi tiếng như vậy. Nhưng mà thương trường mà không có rủi ro chứ, rồi cái tập đoàn nó suy sụp. Nhưng mà vừa đúng lúc đó thì cái người con cả nó nổi lên, anh ta du học về, rồi anh ta cũng là gọi là rất là có tài năng, cứu vớt được cái tập đoàn, cái công ty của bố mình đấy. Ở trong cái đó là có một người em, người em cũng ăn học, cũng ngoan, cũng giỏi. Nói chung là họ giữ phim là hai cái gia đình có hai người con trai thôi mà rất là đạo đức, tốt lắm gì hết. Nhưng mà hai cái hình ảnh trái ngược nhau. Đó là trong lúc khó khăn á, thì cái người em nó rất là vô tư. Một mặt á là tại vì mặt, có lẽ một mặt là tại vì mọi người cứ nhìn thấy nó là nhỏ nên là chú trọng vô cái người trưởng nam, ví dụ vậy á. Rồi cứ để người em nó muốn làm gì làm. Nhưng mà nó rất là tốt, rất là tốt thôi. Thì nó biết chuyện là gia đình nó đã trải qua cái cơn khủng hoảng kinh tế suy sụp, nhưng mà tại vì nó không làm gì đâu. Còn người anh đó là làm đủ trò, nhưng nó ngắn gọn làm đủ trò luôn để cứu cho được công ty của bà gia tộc mình. Thì trong quá trình đó thì cái người mẹ đó rất là thương đứa con trai út á, cứ nói bắt cái người con trai trưởng là phải làm này làm kia nữa. Thì nó câu chuyện nó dài lắm, nó có nội tình trong đó. Tại cái bà mẹ lúc mà để đứa con trai trưởng ra đó, còn người cũng con của ông bà thôi, nhưng mà bà bị áp lực đó là cái gia đình ở bên chồng á, nghĩa là đem cho bà rất nhiều cái ấn tượng xấu, đến nỗi mà bà bao nhiêu cái bực bội bà dồn hết đứa con trai đầu lòng luôn, bà thương đứa con út thôi. Cho nên á, gặp chuyện khó bà không muốn đứa con út biết, bà bắt đứa con trai lớn nó phải này thế kia. Thì ông bố á, ổng mới thấy vậy, ổng kêu, lúc đó ổng hấp hối rồi, ổng kêu đứa con trai lớn là ổng nói là con ơi, con kiếm em con về đi đó. Rồi đông đủ gia đình á để bố nói cái lời cuối cùng. Thì nó hỏi chuyện gì bố, chuyện gì? Ổng nói thôi bây giờ bố nói trước con nghe cũng được. Thật sự ra là cái gia sản này có được là do bên ngoại, không phải bên mình, bên nội. Mà mẹ con á là rất là thương em con, mà ba xác nhận đi ruột thịt chứ không có gì, không con riêng ai hết. Nhưng mà có gì chút, có gì chút rồi con. Cho nên đó là gia sản này á, là bà nói với con nghe đó là thằng út á, nó là phân nửa và cộng thêm một số gì nữa nữa. Vì vậy bà thấy không công bình đó. Mà trong khi con á mới là người là cứu cái công ty này, cứu gia tộc này, mà mẹ con với bên ngoại á nói vậy, thành ra bà cũng bất lực, bà rất là buồn. Nhưng mà thà nói giờ tất cả đi, chứ để bà ra đi rồi đó, con sẽ bị sốc, vợ con sẽ bị sốc. Cái đứa con trai trưởng này nó nghe nó sốc thiệt, nó sốc thiệt. Bắt đầu đi xét nghiệm ADN luôn, coi có chuyện gì xảy ra không. Thì là bình thường hết. Cái cuối cùng nó giấu luôn, nó không cho đứa em nó biết là ba nó bệnh nặng vậy. Mỗi lần liên hệ nó, ba cũng khỏe, có vô bệnh viện bao nhiêu người chăm sóc, em đừng lo đi, em đừng lo đi. Nó giấu. Đến cuối cùng á là có người á thân tín báo tin nó là ba nó sắp chết, cậu về đi, ba cậu sắp chết rồi, và có di chúc để cho cậu, cậu không thể vắng mặt được.
đó, nó chạy về nó khóc quá chừng. Thì vỡ lẽ là câu chuyện như vậy thì mọi người mới lên án à, cái người anh cả ác đúng không, đối xử em mình như tàn nhẫn đúng không, ác quá, tham lam đúng không à. À, thì câu chuyện tưởng đâu kết thúc như vậy ha, nhưng mà không, cái kết thúc mới hay, rất là nhân văn. Cái người em đó ban đầu nó cũng giận, nó giận là tại gì, tại sao bác bệnh như vậy mà anh không nói, anh vì tiền mà anh không nói như vậy à, em đâu có quan tâm cái lời hứa đó đâu, nhưng mà tại sao không cho em được ở gần 30 phút cuối cùng à, thì nó nói như vậy. Thì mọi người mới vỡ lẽ ra, trời đừng có nói như vậy chứ, cậu đừng nói là cậu không quan tâm gì vật chất nha, đây là di chúc di nguyện không được làm sai nha. Nó không, nó quan tâm, nó không còn đâu, anh nó muốn lấy hết đi nó không còn. Ồ, bây giờ lẽ ra. Và người anh nó nói rằng tôi phải chịu tiếng giằng ác, bởi vì thân trường mà đó, mình chết là người ta sống, người ta sống mình mới, người ta chết mình mới sống được, cho nên là tôi phải làm đủ mọi cách để cứu. Mà lúc đó không có tiền, ba không nói cho tôi biết là cái tài sản như thế nào, tôi phải tự lo đó. Bây giờ cái lời di chúc đó rõ ràng ra thì tuy mọi người cuối cùng ra thì nó ngưng lại đó, là có sửa đổi di chúc không thì chuyện đó là chuyện nhà của người ta, người ta cũng tính. Hay không, phim hay ha, hay quá ha. Nếu quý vị không biết tựa phim gì hỏi tôi nè, nếu gió là phim tôi chế ra đó. Phim nó có như vậy nhưng bằng kết nó không phải như vậy. Thì tôi muốn nói ra đây là đã nói rằng Chúa Giêsu trong giờ phút sống lại thăng thiên, Ngài hiện ra với bao nhiêu người. Nếu mà chúng ta đọc các sách gọi là đọc mà trong Mát á, thì thứ tự trước hết Ngài hiện ra cho những người đàn bà, sau đó Ngài hiện ra cho hai môn đồ về Emmaus, sau đó Ngài hiện ra cho các sứ đồ ở biển Tiberias. Có một cái thứ tự hiện ra và Ngài hiện ra cho từng một nhóm người như vậy. Thì Ngài nói cái gì? Ngài có nói, và nói chung là gì, mỗi một nhóm người thì Ngài nó có nói hơi khác một chút, nhưng mà nói chung ở đây là ở trong công vụ sứ đồ lặp lại là gì, có một cái điều chung là Ngài dặn rằng đừng có đi ra khỏi thành, chờ lúc đó di chúc sẽ được thực hiện, tất cả phải về một chỗ để tuyên đọc di chúc và phải thực hiện, và phải về đến đó là gì, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa. Và tại phòng cao, phần cuối chúng ta sẽ học kỹ điều này, tại phòng cao có 150 người kể tên ra, 11 sứ đồ kể tên ra từng người nha. 11 sứ đồ thì đương nhiên rồi, mà tại sao phải kể tên, quan trọng lắm. Kể tên từng người, 11 sứ đồ đó với những người đờn bà là bao nhiêu người chờ đợi cầu nguyện điều đó. Bởi vì sao? Chúa hiện ra đâu phải có 150 người, hiện ra nhiều người mà. Nhưng mà sao? Là những người kia họ có nghe lời hứa hoặc không nghe, và có những người họ nghe thấy không quan trọng, để chuyện này để ông sứ đồ lo, không quan trọng. Cho nên nó giống như cái người con út vậy đó, khi mà chúng ta phân tích ra người con út đâu có gì đâu, ngoan nữa, đã từng được người ta khen quá ngoan, gia đình gia giáo ghê ha, đâu có ăn chơi gì đâu, đâu phát tiền đâu, đâu phải như người con trai quan đảng trong kinh thánh đâu, nó rất là ngoan. Dạ, ngày hôm nay chúng ta nếu không làm gì cho Chúa, chúng ta vẫn ngoan mà, phải không bạn em? Chúng ta vẫn là con ngoan của Chúa mà vẫn đủ tiêu chuẩn để Chúa nhận lời trả lời sự cầu nguyện của mình, yên tâm đi. Nhưng mà kết luận bộ phim nói là gì? Cái thái độ sống thờ ơ đó là ích kỷ. Đừng nói tôi không cần nhận như thế nào, nghe rất lạ vậy anh hùng ha, nghe rất lạ vậy à, rất là không cần vậy phải không ạ? Không, ích kỷ. Ngày má tôi bán nhà chia tiền cho tôi ít nhất, lúc đó buồn chứ, tại vì tiền nó lớn lắm mà, chứ ít cũng buồn. Ôi tao nói già út ăn khó út chịu mà, cái này đâu đến nỗi khó mà út phải chịu vậy, út buồn lắm á ha. Và sau đó tôi tự tìm một lý do để tôi kiện cho nó hợp lý, chứ để nghe tiền bạc gì chắc không đều kỳ lắm. Đó là gì, tôi nói thật, có dòng lên má tôi nói má làm như vậy con mặc cảm, biết con có phải là con ruột của má không á, má nghĩ sao vậy, có ba người con à, tự nhiên kia con phải sỉnh vậy, rồi chồng con nói làm sao nữa, ở bên chồng con nói làm sao nữa, ủa bán nhà vậy rồi chứ làm sao nữa, ảnh không có hỏi ông khoai thì tốt lắm, không bao giờ đụng tới, mà tôi ngại đúng không, ủa gì cờ vậy, hay là ông mà ủa hay là chia nhiều bà giáo viên nữa, trời ơi má ơi, má làm vậy thì gia đình con lũng đoạn. Cho nên là má suy nghĩ lại đi,
từ từ mắt tôi cũng cho lại, chị tôi cũng cho lại đó, cái chuyện nhỏ xíu thôi à, thưa ông bà chị em. Cho nên chúng ta nghĩ đi, có những điều mà cha đã hứa cho chúng ta đừng có nói là tôi không còn, tôi không nhận. Thôi tôi nhận phước nhiêu đủ rồi. Có những người đó là mỏng bình thường, muốn vậy đủ rồi. Quá ích kỷ. Là những người đã được kêu gọi hầu việc Chúa mà chúng ta nói sao vậy đủ rồi. Quá ích kỷ. Chúng ta nghĩ cho mình nhiều quá. Có một câu chuyện đó là có những nhân sự họ tách ra đó, họ nói với mục sư đó rằng mục sư không nghĩ cho mục sư, cũng phải nghĩ cho tụi em chứ, đúng không? Tụi em theo mục sư bấy lâu nay, đúng không? Mà không có khải tượng gì hết, cứ dài dài trôi đi, không? Trong khi đó Chúa đặt để trong lòng em một sự khao khát, khao khát lắm. Đến nỗi mà phục sinh năm nay em chờ chờ, biết không? Em chờ rút kinh nghiệm phục sinh năm sau phải như thế nào đó thì nó mới hiệu quả, chứ đâu có ngồi chờ như là lục bình trôi như vậy được. Chúng ta hiểu mà. Cho nên cái quy trình của hội thánh nó cứ tiếp diễn như cuộc sống thôi à. Hết lễ này tới lễ kia thôi à. Mà chúng ta chờ cái gì? Từ hồi phục sinh bây giờ chúng ta chờ cái lời hứa của Chúa là gì? Bây giờ nếu chúng ta làm cái lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên, nó còn chua xót nữa, đúng không? Nó chua xót nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng gì? Tại sao Chúa Giêsu bảo người ta phải chờ, phải đợi? Bởi vì Kinh Thánh nói rất rõ mà, con vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 thuộc lòng luôn mà. Là gì? Nhưng khi Đức Thánh lên thì sẽ nhận lấy quyền phép ha, nhận lấy quyền phép rồi mới đi làm chứng nổi. Chỗ sợ người Giuđa lắm, sợ quân La Mã lắm, chỗ đàn bà con nít không à, toàn là lý lịch đen không à, giờ trường mặt ra đi nói Chúa Giêsu ai tin? Chúa Giêsu đâu trên trời, càng không tin luôn, lý lý quá. Cho nên một Phi-rơ ha, một Phi-rơ đã từng chối Chúa như vậy, mà nếu để yên như vậy làm gì có bài giảng mà 3.000 người tin Chúa, làm gì có. Ông phải làm sao? Dạ, ông phải hiệp cùng tất cả mọi người trong phòng cao đó cầu nguyện. Cho nên tôi là vừa nghe lại ha, những cái bài giảng gọi là chấn động ở trên YouTube đó, quý vị coi lại đi. Đó, kể cả cái bài giảng mà người ta chiếu lại để mà gọi là cảm ơn ông mục sư tiến sĩ Billy Graham chẳng hạn, cái bài giảng cuối cùng của ông là cái bí quyết để rao giảng phúc âm. Quý vị sợ YouTube nghe hả? Bí quyết tưởng gì cuối cùng cũng là gì? Là mong chờ. Mong chờ gì? Quyền năng Chúa. Mà ở đâu mong chờ? Cứ cầu nguyện là có. Ở quyền năng Chúa nó hay gì đó, là cứ cầu nguyện là có, cứ cầu nguyện là có. Mà đặc biệt là gì? Một người cầu nguyện, hai người cầu nguyện, bởi vì hai người cầu nguyện trở lên nó lại có một cái lời hứa nữa. Đó là gì? Là cứ hai người thuận nhau với đó, cầu xin con cứ điều gì thì Chúa sẽ làm cho. Chúa sẽ làm cho. Cho nên thưa ông bà chị em, cái nội dung về lời hứa của Chúa đó, ở đây tôi muốn lướt qua, cho nên cái ở trên màn hình nó có ba điều đó. Tức là Chúa sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Trong gian đoạn 14 câu 26, câu 16 đến câu 21, Chúa nói là, Giêsu nói rằng là ta sẽ nài xin cha. Nài xin cha. Quý vị hiểu cái chữ nài xin rồi chứ? Mình từng nài xin Chúa, con năn nỉ Chúa đó, Chúa ơi, cho con cái này đi Chúa ơi. Cha con này con năn nỉ Chúa luôn, xin Chúa con á, thương con đi mà Chúa, thương xót con đi mà Chúa, cho không? Chúa Giêsu cũng xin cha kiểu đó. Ngài xin cái gì biết không? Ngài xin là ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Bởi vì cuộc sống này không thể nào có người an ủi chúng ta được quý vị. Không, chúng ta phải là cái người gọi là an ủi người khác. Nhưng mình an ủi người khác, ai an ủi mình? Bây giờ mình có năng đề đem vô hội thánh, nhiều khi không phải, tôi biết ông bà cho em không phải là không có năng đề, nhưng mà nói sao muốn mở giờ mở miệng muốn nói nghe người kia nên năng đề. Ôi trời ơi, là Chúa ơi, thấy năng đề một chút xíu mà. Tối vừa rồi vợ chồng chúng tôi đi thăm Hùng, ông có đi ốc con, Hùng bạn của quen đó con, bạn của con á, Hùng á, ông bà sẽ đi đến nhà nữa, đâu vô được đâu. Thôi nghe địa chỉ nhà cũng Bình Hạnh ngon á, nhà ngon mà, nhà ngon lắm nè. Ngoài đầu đường mà Bình Hạnh luôn, ngon lắm, nhà bự. Lợi hả? Con xin lỗi, không có vô được. Chỗ nhà ai làm gì, bữa nay lễ gì đâu vậy con? Nhà mười mấy người luôn, mười mấy người, 4-5 hộ ở chung nhà. Có gì có cậu ha, có ông bà ngoại, ông bà nội gì ở chung hết trơn luôn. Cô lạy Chúa tôi. Tôi hôm qua đứng ngoài đường cậu bị cũng được luôn, ở tay ngoài đường cũng càng lan. Nó nói giờ này á là người ta đi làm về hết,
cậu gì mợ gì anh chị em vô ở chung về hết. Cái tôi nói tại tại con nói là sau 6 giờ con đi làm tới nhà thì 7 giờ tới, chứ giờ biết giờ nào. Nó dạ bởi vậy chỉ có trong giờ hành chánh á thì nhà này mới dám, mà giờ hành chánh con có nhà. Vậy con nói chuyện về trước. Vậy nói chung giờ nào đi vô thăm được. Nó để từ từ tính. Nhiều thôi đó. Mình thấy không? Rồi nó khó khăn vậy. Ô lạy Chúa, bạn ấy bị ung thư máu, không? Rồi bạn ấy phải để cho mẹ là đi làm phụ. Rồi bây giờ gia con là cho bà giữ. Bà giữ rồi bà té nằm chỗ, bà tám mấy tuổi rồi, bà nằm chỗ. Bây giờ trong nhà nó không biết ai lo cho ai luôn á. À, chúng ta thấy. Cho nên nhiều khi có cái mình cũng có năng đề, rồi người đó cũng có năng đề. Mình thấy sao mà năng đề của đâu nó bự vậy, giờ làm gì vậy vậy quý vị? Làm gì giờ? Dạ, cho nên cái điều hay nhất là thưa ai đó đã được bác sĩ phán cho một chữ, đó là cơ hội bằng vàng. Nó nói giờ vàng đó, giờ vàng đó, giờ vàng đó làm gì? Xin chúng ta tập một thói quen, nếu trong cuộc sống này chúng ta phải chờ thì đó là giờ phút rất là vàng luôn. Chờ lời cha ngã hướng. Tôi là người di chuyển, một số người đây cũng là người di chuyển. Chúng ta từng ngồi chờ transfer đúng không? Chuyển tiếp máy bay đúng không? Chờ check in đúng không? Chờ người đến đón check out đúng không? Chờ trong những chờ. Cho nên từ lâu rồi tôi học một bài chờ 10 tiếng mà bớt được 300 đô chờ liền. Chờ liền, chờ có tiền mà. Đúng không? Trong 10 tiếng đó không mệt. À, có thời gian một mình không có ai mà để làm phiền. Bởi vì điện thoại đâu có sim đâu mà nghe nữa, khỏi lo luôn. Không có gì hết trơn luôn, chỉ có một mình với một cái laptop hay một điện thoại. Ôi, và chỉ có Chúa thôi. Có Chúa thôi. Không thấy mệt mỏi. Cho nên á, quý vị thấy tôi đi đâu lâu không? Tôi đâu có bao giờ cằn nhằn vụ chờ đâu. Tôi học từ đó đó. Tôi phải kiếm ra cái động lực để tôi chờ chứ quý vị. Đừng có nói ngày hôm nay ở các lớp Bedicine á, thầy Minh, cô Phước biết không? Ha? Mình thông báo đã rồi vậy. Bây giờ đã qua cái thời đó mà học viên chờ thầy rồi, bây giờ thầy đến lớp thầy ngồi thầy chờ học trò. Chờ từng người nó lưỡi lưỡi từ từ nó tới đó. Đặng chờ nó tới đủ á mới học. Đó, chứ không phải không đâu. Cho nên là phải chờ đợi như thế nào? Ủa, trong sự chờ đợi. Rồi có những người đó cũng ai nói, tôi nói không, tôi chỉ cho bí quyết chờ đợi nè. Ha, Makino luôn. Chờ sẽ rất là hay. Trong lúc chờ đợi ta làm gì? Ta tự tập thể dục. À, tôi đã có dạy một bài thể dục cho mọi người đó, rất là hay. Phát triển ra tôi hy vọng là số lượng lượt like sẽ lên đến hàng ngàn người hoặc hàng triệu người. Đó. À, bây giờ thức dậy đó đừng có cầu nguyện gì nhiều hết. Mỏi miệng mà cái thức dậy cơ hàm vẫn còn cứng lắm, không có cầu nguyện được gì đâu. Chứ lại lên cái đầu lần thần lắm, không có cầu nguyện hết. Cứ nói chữ này nè, khỏi dịch luôn. Dân tộc nào, nước nào cũng nói con chữ Hallelujah. Mà đừng nói vậy. Hả cái miệng cho to ra. Nhớ cầu thanh, hãy há phát miệng ngươi ra. Ha. Há miệng ra vậy đó. Ha, ha vậy đó. Ha, đó. Thay tiếng cười luôn đúng không? Lê, đó lê một cái. Nhấn mạnh kéo lưỡi xuống cái cho cái lưỡi nó đỡ cứng. Đó, rồi nó hoạt động một chút. Cái là lu, chu cái miệng ra. Chu miệng ra, cả cơ mặt làm việc. Lu, xâm banh trên miệng này. Da, yeah, hãi cái mồm to ra nữa nè. Ồ, hallelujah, từ Bắc đến miền Trung tay gì vô, làm hết. Vui quá chừng luôn. Tại vì, làm xong cái gì? Vô tay lên, hallelujah, đứng lên ngồi xuống. Khỏe re, học liền. Vậy đi cầu miệng vô. Chúng ta phải tự tìm ra. Tự tìm ra cái động lực, tự tìm ra một mũi kim chích ha, để nó lên tinh thần trong lúc chờ đợi. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng khi chúng ta chờ đợi thì cái cảm xúc tiêu cực nhiều hơn tích cực. Biết sao không? Đối với người mà tin cậy Chúa, có đức tin á, thì là cơ hội vàng. Nhưng mà đối với người yếu, yếu bóng dí á, ha, nói kiểu vậy đi, yếu đức tin hay yếu bóng dí vậy đó, là sao? Dễ bị hù lắm đúng không? Dễ bị hù lắm. À, trở lại câu chuyện anh chờ em ha, em chờ anh ha. Thế mình đang chờ vui vẻ, mình đang chat vui vẻ mà. Mình mới nói chuyện này, tự nhiên có người nào báo cho mình tin. Không biết tin dịch, tin gà gì không biết nữa rồi. Ê, tao thấy nó mới chở đứa nào đi. Ác miệng, ác mồm ghê, nó chơi, nó cũng đàng hoàng. Biết tao ở trong tâm trạng nào không, đi nó vậy. Ở nói vậy đó. Nói thế thiệt mà, còn nhất thiệt mà. Ồ, rồi gì? Đang chờ người đó hứa cho mình mượn tiền hoặc trả tiền mình mừng chết luôn. Thấy không? Trốn mất tiền rồi hả? Hết hồn.
tỉnh liền luôn hả? Cháu mất tiêu rồi hả? Cháu mất tiêu rồi, cô lại chúa thôi. Cho nên những cái chuyện nó xảy hà rầm luôn, tôi dùng cái hà rầm luôn á, hiểu không ạ? Rồi gì vô bệnh viện ngồi chờ gì cái nó cuốn sao vô cái nhìn nhìn ô lạy chúa ơi, hồi mà lấy chồng tới giờ chưa bao giờ một lần nhìn mặt ông xã kỹ như hôm nay á, nhìn bác sĩ cầm bệnh án vừa lên vừa xuống đâu nó liền đâu, cầm nó hoài được mình nhìn mặt không sao bác sĩ, sao bác sĩ bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh đi dạ, nhưng mà sao bác sĩ cứ nhìn mặt ông ông cũng kia mình bình tĩnh dạ. À, rất tiếc để nói với chị rồi rồi xong rồi ông rồi dạ. Xong rồi cho nên cái đó mình hồi hộp lắm, hồi hộp lắm. Lúc đó bây giờ lấy kinh thánh ra, tôi không nói gì kỹ đâu, tự tìm nha. Điều gì người công bình ao ước sẽ được, còn điều gì mà kẻ gian ác sợ sẽ có luôn. Vậy gì thuộc người nào, công bình hay gian ác? Kinh thánh nói hai câu nửa vời vậy đó. Điều gì người công bình ao ước được, còn điều gì người gian ác sợ được luôn. Cho nên á, cái mà mình sợ hãi á, mà nó bị á, là nó thuộc theo kinh thánh á, thì nó thuộc về người gian ác. Còn cái gì mà người công bình mà mơ ước mà được á, là do người công bình. Ở bây giờ sao? Bây giờ nói thơ một chút xíu á, là tại vì á, người gian ác họ sợ họ đâu có kinh thánh, họ đâu có lời Chúa, họ đâu có lời hứa gì đâu, họ sợ đúng không? Nè, nhưng mà người công bình á, là mơ ước thôi. Nhưng mà là gì? Là có lời Chúa, mà nhất là có đức tin nữa. Lại thêm một câu nữa, đức tin là gì? Là sự biết chắc rõ ràng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. À, còn nếu yếu con dĩa nữa, tiếp tục đọc nè, rồi tiếp tục. Tại vì nếu mình làm theo điều răn, nếu mình làm điều đẹp lòng Chúa thì muốn gì cũng được hết. Nếu mình cứ ở trong Chúa và lời Chúa ở trong mình thì cầu nguyện bất cứ điều gì cũng được hết. Ô hàng chục câu hứa như vậy. Cho nên trong khi chờ đợi làm gì cho bớt lo. Tiêu chí của tôi tới giờ này, tôi nói mai mốt được chết ở trên mộ bia phải đề này. Bí quyết đó là sợ đến đâu cầu nguyện đến đó. Bởi vì tôi bị cao huyết áp không vậy. Rủi có một lúc một mình tôi sợ đó. Rồi ai cứu tôi? Không ai cứu thì được hết đó. Chồng con không cứu kịp. Cho nên làm sợ đâu. Chú ơi à, nếu mà còn bây giờ con gấp quá nên con không đủ thời gian để con biết là được hay không ha, thì thôi bây giờ vậy nè, giống như là kéo giãn thời gian cho con chút bác sĩ nói 2 tháng 3 tháng gì đó, bác sĩ nói 1 tiếng 2 tiếng, cho con thêm 5 tiếng nữa đi, ví dụ vậy. Tôi từng xin rồi mười mấy năm trước, bây giờ quý vị mà đặt một cái stent trong tim mình là chuyện thường. Nhưng ông khoa tôi mười mấy năm trước á, cậu kêu lên đặt một stent, thứ nhất nó nói 50 triệu là thấy run rồi đó ha. Bây giờ 5 triệu thì về nhà mất liền, có liền. Mười mấy năm trước quý vị không có 50 triệu tiền mặt đâu, tài khoản cũng không có luôn nữa, đâu có tài khoản đâu có. Rồi đứng đó chờ, nó nói là 6 tiếng nữa thôi, cô quyết định lẹ đi chứ không thôi là không kịp, 6 tiếng giờ vàng. Wow, cho nên là gì? Trong cái giây phút đó là cái bí quyết mà hồi nào giờ theo chú có được là gì? Cô lẹ chú, bác sĩ nó nói 6 tiếng, con đứng đây con ngó hồi hết qua hết 1 tiếng, con nói thì con lẹ chú. Rồi con gọi điện thoại kêu người này kêu vô nữa. Thôi chú ơi, cho thêm tiếng nữa chú, cho thêm tiếng nữa. À, cái tôi nghĩ là tự nhiên tôi suy nghĩ, nó nói 6 tiếng mà nó có biết được rằng cái triệu chứng của ông Khoa từ hồi giờ thứ mấy không? Nó có biết không? Nó không biết đâu vậy, mình biết chứ nó không biết. Cái tôi nói, nó nói 6 tiếng ha, nhưng mà coi như ổng mới bị đi không tính cái thời gian mà nó chuyển từ bệnh viện An Sinh qua Chợ Rẫy, bỏ bây giờ nó đi cho đỡ. Tôi nói tính từ bây giờ đi, nó vô 6 tiếng tính từ bây giờ nha, cho con kịp thời gian một chút. Cầu nguyện. Cho nên chúng ta chờ đợi thì không có gì hơn là chúng ta phải cầu nguyện, và đó là đấng yên ủi. Rồi câu 26 nói gì? Đức Thánh Linh á, là đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Bởi vậy hằng ngày lo đọc kinh thánh đi. Hebrew đoạn 5 nói làm sao? Hãy đến gần ngôi ơn phước, tìm được ơn trong thì giờ có cần dùng. À, maybe là bây giờ, mà bây giờ không cần mà mai mốt sẽ cần. Kiếm ơn giống như là kia là để dành tiền vậy đó. Ha, kiếm ơn để dành đi mai mốt cần đó. Cho nên hồi đó cái quan điểm tôi đó, cái tôi dạy phụ nữ á, tất cười lắm, đàn ông chịu đi học. Tụi mình giận ghê luôn. Mà sau này tôi thông báo mấy lớp kìa, cái chuyện này á, không có nam nữ gì đây hết trơn á,
đừng có suy nghĩ như vậy ha. Mời mấy ông vô nghe, bởi vì chúng tôi là bà vợ học với ông chồng, à, ông chồng không có nghe vậy thì mai mốt mất công ba mặt một lời, vô ngàn lần luôn cho vậy nhé. Đó có những cái gì là chúng ta là sẽ được dạy dỗ, sẽ được nhắc lại nha, có nghe mới được nhắc chứ quý vị, à có nghe được nhắc. Hồi đó tôi kể chuyện rồi phải không, ở đây còn ai đang đi thi đại học đúng không, còn ai thi không, có muốn nghe cô Liên kể chuyện đó không? Thôi cô Liên hết rồi luôn, vui lắm. Ở công nghiệp 4 này nè, vô làm cái bài thống kê á, cái môn thống kê cô Liên dốt, cô Liên thi 3-4 lần luôn, mà cứ từ 2.5 lên 3 điểm đó con, về cũng cảm ơn Chúa rồi đó. Nhưng mà vô thầy lắc đầu, không được chị, ráng nữa chị, ráng nữa thi lại lần nữa, cái 3 điểm lên 3.5 thầy cũng lắc đầu. Mình thì cảm ơn Chúa hoài, thì nói chung thầy mấy điểm này cho em qua, ông mới tệ lên 4.5, tôi vui gì lắm, 4.5 chỉ là 5 điểm. Nó dạ vậy hả? Về khi lần cuối cùng, ồ nhờ thầy giáo Thanh cháu mở kỹ, con chỉ cho mở cái cách nào mà cho nghiêm đúng, nói chung là nó qua được bài thôi. Cái đó mở cầu nguyện chứ giờ biểu chỉ đâu, mở rớt tại chỗ nào tôi cũng không biết làm sao luôn á. Vô thi quý vị không, thiệt rớt nữa. Mấy bạn ở trong trường á nó thương tôi lắm, nó thấy tôi đi thi ngoan ngoãn cứ chăm chỉ đi thi mà đâu biết mắc cỡ gì đâu, cứ thi hoài vậy đó. Ở khỏi cần đọc danh sách, thế nào chị cũng đi lợi ngon đó. Cái nó thấy gì nó quăng tài liệu vô, quăng ông thầy cũng có ngó lơ luôn, mà ông ngó lơ luôn, nó nói thầy đi ra thì chị mở đi, tôi ngồi tôi dít từ từ gọi là lấy một dít từ từ. Cái đứa này chị ơi, câu số 2 đó chị làm đi, câu nào câu 2 á, bạn chị nói không phải hai, à thôi chết nguyên vậy không phải đúng đâu, hai đứa nó nhắc chuồng nó cãi nhau vậy. Cái tôi nói sao chị nhìn vô chị thấy không ăn két, không có gì dính gì chưa. Nó nói trời ơi chị đã không biết làm mà chị còn hỏi cái gì, chị có học gì có hiểu gì đâu, chị cứ dính hết vô em. Cái rốt cuộc á ở bàn trên đây có nhiều việc hết nhiều đi đếm chữ tính điểm, nó quay lại nhắc tuồng câu nữa, tuồng nghe đòi nhỏ nó bị khó luôn, thì là đớt nữa đâu ăn nhậm gì đâu. Ra cái nè mấy đứa đó, em xin lỗi chị nha, quên kỳ này đề thi đổ lại mặt. Mà chưa kể nha, mình có 2 đề thi. Cho mấy bạn rồi nhắc tôi, mấy bạn bảo tôi thi đề mấy? Đề 1 hay đề 2? Mình được chọn đề mà tự nhiên cái ngồi quăng bài vô hoài nè, mà không biết tôi thi đề mấy ha. Bực quá phải la tụi nó luôn. Nó mới nói cảm ơn Chúa vừa nhắc xong tôi nên nhổn. Thì là nói như vậy xong, cái lạ mới rút kinh nghiệm. Thưa ông bạn chị em, có học thì chừng nhắc mới nhớ, từ đời đến đạo đều như vậy hết ha. Tôi đi dạy kinh thánh phụ nữ không chịu học, cứ nói cô ơi tôi già tôi mau quên lắm, nhưng mà chị phải học, chị chưa học mà chị giả mặc định chị quên rồi. Rồi hơn nữa chị học kinh thánh chứ không phải học chữ ngoài đời đâu, kinh thánh là lời quyền năng á, cái Chúa sức dầu Chúa tác động cho chị nhớ, chị chịu không à, năn nỉ nó vậy luôn á mới học. Rồi có người nói cô ơi cô không biết đọc, cô không biết đọc mà chị có nghe không, xin lỗi lỗ tai chị biết không, cái tôi la lớn lên biết nghe không, biết nghe không, giật mình nó vậy lỗ tai còn tốt á. Tôi đi dạy kinh thánh đi đó xin là vậy đó, đến tân học viên lên tôi không biết đọc rồi chị có biết nghe không, chị nghe lớn không, la lên vậy mà giúp mình mắt sao cô la luôn vậy, thì tôi thử cô chị có bị điếc không vậy, chứng tỏ còn nghe được cho nghe nè. Tôi xin mà Sơn á cho hết mấy cái máy luôn phải không, cái máy radio á, chị đừng có nói tôi chị không có nghe được nha. Chị nói xong tôi cho chị cái máy này, chị phải thuộc lòng kinh thánh, đừng có đổ thừa. Ngày hôm nay là cái giờ phút cuối cùng rồi, thưa bạn chị em, cuối cùng rồi để tính sổ tính điểm ha. Thầy giáo cũng phải quay lưng đi để cho học trò muốn làm gì làm cho nó có điểm ha. Thì ở trong cuộc sống tâm linh đây là giờ phút cuối cùng rồi, Chúa là có phần thưởng ban cho mình chứ để làm chi, cha mẹ nói gì nói chứ con cái thơ gì nó cũng cuối cùng á, nó cũng là con của mình đẻ ra mà, không có thì thôi chứ có thì cũng cho nó ha. Trừ trường hợp như bên Tây bên Mỹ á thì thật sự ra là cái văn hóa họ khác không, họ đem cho xã hội thì kia nọ á, nhưng mà cái điều quan trọng là có để cho không? Mình có mới cho được chứ không có lấy gì cho, đúng không ạ? Cho nên làm gì khi chờ đợi điều hứa là hứa của Chúa. Câu cuối cùng Luca đoạn 24, sau khi nghe lời hứa đó thì cái thái độ của các sứ đồ môn đồ ở đây là gì đó, ở trong Luca đoạn 24 chép
Chúng ta có nhớ không? Luca đoạn 24 mà ở phục sinh mình học Kinh Thánh đó. Trong lúc chờ đợi thì có hai môn đồ trên đường Emmaus và họ hỏi Chúa, họ biết Chúa đã hiện ra. Họ nói chúng tôi đã chờ một đấng cứu thế. Có một người tên là Giê-xu ở Nazareth làm bao nhiêu việc quyền năng và chúng tôi nghĩ rằng đó là đấng chúng tôi đang chờ. Nhưng mà sao? Người ta đã giết đấng ấy và đóng đinh trên cây thập tự. Chuyện đã 3 ngày rồi. Có một số người nói rằng người đó đã sống lại, chạy đến mồ xem. Và những điều đó làm cho chúng tôi nghi ngờ lắm. Đó, họ đang chờ đợi. Và mặc dù rằng có cái lời chứng rằng Giê-xu đó đã sống lại rồi, nhưng mà ở đây lời có hai môn đồ nói là gì? Làm cho chúng tôi nghi ngờ lắm. Nghi ngờ lắm. Và ở trong câu 25 Chúa Giê-xu nói là hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri. Ở đây đôi khi chúng ta chờ một cái lời hứa của Chúa, chúng ta rơi vào cái tình trạng là chúng ta chậm tin. Không phải không tin, không à, chúng ta chậm tin. À, Kinh Thánh dạy mấy chữ này hay lắm ha. Mau nghe. Chậm gì? Chậm nói. Chậm gì? À, tôi sửa lại. Mau nghe, chậm nói, chậm hiểu luôn. Chậm hiểu. Không hiểu. À, nghe mau lắm. Để em lòng không nói ra. Rốt cuộc không hiểu gì hết. Hả? Cho nên chúng ta đã sống một cái thái độ mà một nửa thì nó đúng Kinh Thánh, một nửa kia không đúng. Không đúng. Ở đây các môn đồ này có lòng mong chờ, có một cái khải tượng, có một cái nhịp đập con tim chung với lại những công chuyện của Hội Thánh Chúa, chứ không phải là vô tư. Nhưng mà sao? Chậm tin. Cho nên đối với những người đó, bây giờ chậm tin đúng không? Làm lại từ đầu, bắt đầu từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Chúa Giê-xu lấy từ Môi-se nói cho tới bây giờ luôn. Cho nên á, nếu chúng ta chậm tin thì cái việc mà Chúa làm cái gì là chúng ta phải quay trở lại với một cái nền tảng, một cái loại gọi là cái bí quyết rất là đơn giản là đọc Kinh Thánh. Sau này Chúa dạy dỗ tôi và tôi cũng dạy dỗ chia sẻ người khác. Thức dậy tốn cầu nguyện liền. Hồi xưa tôi thức dậy được cầu nguyện liền, giờ tốn cầu nguyện liền. Tôi nói với mọi người trong lớp học, hết hồn. Tôi nói thức dậy đừng cầu nguyện nha. Hết hồn luôn. Ủa sao cô nói chuyện kỳ vậy? Vậy chứ giờ cầu nguyện gì? Thức dậy cầu nguyện gì? Tôi mời một người đứng lên cầu nguyện nghe thử. Cầu nguyện gì? Cầu nguyện gì? Sáng sớm thức dậy cầu nguyện gì? Cảm Chúa cho con thức dậy. Cho con ngủ luôn. Sau đó là gì? Sau đó là gì? À, ngày mới ha, công việc ha. Bắt đầu là coi như là đưa cho Chúa một cái list đúng không? Đó, lộ trình ngày hôm nay con phải đi, những nơi phải đi, những việc phải làm đúng không? Dạ, ra đóng mọc cho con cái để con qua cầu an toàn. Không à, đó, nói chung là xin thôi. Không sai, nhưng mà nghĩ lại đi. Mỗi ngày mỗi làm như vậy, mệt mỏi không vậy? Tôi mà mỗi ngày làm vậy tôi mệt mỏi đó, chứ không biết Chúa có mệt không, mà tôi mệt lắm. À, ở trong nhà mà sáng sớm mà tôi hồi đó giờ vợ chồng tôi trong nhà tôi có một cái quy định là sáng nhà này không được nói tiền đó. Cho nên tối khuya mấy khuya mẹ ơi cho con tiền đóng gì đâu, nói khuya mấy cũng được trơn á, khuya mấy cũng được hết, cứ nói đi, tiền bạc để sẵn ở trên bàn đó, sẵn sàng sáng thức dậy là đi thôi, có tiền cũng đi, không có cũng phải đi mà. Ủa không có tiền cũng phải đi ra ngoài đường chứ làm sao. Cho nên sáng sớm làm ơn đừng có nói tiền ở đây. Dạ, cho nó sáng sớm một ngày mới là gì? Chúng ta để những gì đó. Kinh Thánh nói gì nè, đừng có để mấy cái mà bực bội, đừng để khi mặt trời lặn mà. Mình giải quyết trước đi. Cho nó sáng sớm làm gì? Phải có lời Chúa. Trong Zoom cầu nguyện sáng thứ hai, lòng tôi ao ước như vậy. Tôi thú thật rằng nếu có nhiều người cầu nguyện tôi được thích lệ. Nhưng mà tôi cũng đánh giá một sự rủi ro, không ai cầu nguyện hết. Thì cái Zoom đó được mở ra cho tiền tôi mua, không mắc đâu gì. Nhưng mà nó là một chút xíu thôi để tôi tự kỷ luật bản thân, đơn giản như thế. Cho nên tôi kêu người nào người đó vô á, là để tôi tự kỷ luật bản thân. Cho nên không có ai vô, tôi sẽ một ngày nào đó yếu đuối, tôi đâu có ai vô đâu, dẹp. Hiểu không? Đó. Tôi yếu đức tin lắm chứ không phải tôi có nhiều đức tin. Khi tôi mở điều ra tôi yếu đức tin lắm. Tôi sợ ông bà chị em đây không hỗ trợ tôi, không ủng hộ tôi. Tôi nói riêng với chị dâu tôi mà. Tôi nói chị, bây giờ em ít có qua chị lắm mà thật, từ hồi anh tôi mất thì tôi chưa qua chị dâu lần nào. Chị vô Zoom cầu nguyện với em đi.
ở đó không ai nêu nan đề hết, ở đó không ai chia sẻ hết, ở đó muốn in out giờ nào khỏi cần lên tiếng luôn, bởi vì không ai quan tâm ai hết kìa. Ở đó là gì? Cầu nguyện đáp ứng theo lời Chúa ở Thi Thiên hết, không ai phát biểu hết. Và sau đó thì tôi ngồi đó để tiếp chuyện những ai muốn tiếp chuyện. Tôi sợ như vậy. Cho nên khi tôi quyết định chờ đợi Chúa trong sự cầu nguyện thì tôi cũng phải tìm ra một cái gì đó để trị cái bằng được cái yếu đuối của bản thân mình. Tôi phải lường trước được rằng tôi nếu không tự kỷ luật, không quyết tâm điều này, tôi sẽ tự bỏ. Ai làm gì tôi? Đúng không? Cho nên thưa ông bà chị em, đang khi chờ đợi lời hứa của Chúa, tại sao ở đây chúng ta đọc tiếp này ha? Thì các sứ đồ được Chúa Giêsu nói là sao? À, ở trong câu 48 ha, tôi đọc lại ha. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha đã hứa. Đó. Chúa luôn luôn phải cần phô như vậy đó. Các ngươi làm chứng mà ta sẽ ban cho lời hứa. Hiểu không? Con cứ làm đi, con cứ làm đi. Có cái lời hứa. Tôi là người từng apply hay là bao nhiêu cái apply visa đó, apply cho con tôi đi học đó, tôi tự làm đó, hồ sơ tôi tự làm. Và khi apply đó, không phải mình nở cái đơn xong rồi xong đâu. Mình phải coi được là cái tiêu chuẩn, cái xác suất thành công đó bao nhiêu. Mình phải biết được rằng để đòi hỏi một cái hồ sơ này nó cần những điểm gì, mình đáp ứng chưa. Chứ đâu có phải ngồi đó mình đã, thậm chí không có nghĩa bỏ tiền cho dịch vụ, thôi không tin dịch vụ luôn. Kẹt quá thì bỏ tiền cho nó làm. Nhưng mà chuyện đó chuyện của mình, tôi dạy con thì con ơi, chuyện của mình. Người ta có một trách nhiệm là lấy chuyện mình hết, còn chuyện còn lại của mình chưa, còn chưa kể gì, chúng ta là người có đức tin. Tại sao phó chuyện chúng ta cho dịch vụ? Chuyện của mình mà. Tại sao con phó cái tương lai của con cho một công ty? Không thể nào con đợi xin cái công ty này xong con nó có cho làm không? Cái mai mốt lợi rất tiếc nha, hẹn lần sau cái bắt đầu đem hồ sơ xin công ty khác. Của cái người như vậy đó là chúng ta phải mất thời gian chờ đến bao giờ à? Giống như những người đàn bà kia, nếu mà ngồi đó chờ, ai sẽ giúp mình lăn hòn đá này ra? Câu bà chờ là bà chờ ai? Cái bà không chờ hòn đá, đúng không? Bà rõ ràng hơn, ai sẽ giúp mình? Ở trong cuộc đời chúng ta luôn có những việc mà muốn làm lắm nhưng mà ai giúp? Tôi đâu có tự mình tôi làm được đâu, phải có ai giúp. Mà ngồi tôi có chờ hoài, tôi chờ để coi có ai giúp, ai đưa tiền cho, ai mở đường cho, ai đưa phương tiện cho, ai này kia nọ mới làm. Vậy không phải, không phải, không phải là chờ. Đó. Cái đó là cái người lười biếng ngồi chờ sung rụng, chờ sung rụng, chờ thời. Không phải, cửa đúng nhân không có chờ như vậy. Ngay cả khi có một người nào họ hứa giúp mình, không có nghĩa là ngồi để chờ. Hả? Bây giờ cô Liên này là thương cô Hạnh lắm luôn, hứa giúp, nhưng không có nghĩa là ngồi chờ cô Liên, cô hứa là chắc ăn. Đừng như vậy, đừng như vậy. Bởi vì một ngày đó cô Liên sẽ nói là sao? Lực bất tòng tâm. Xin lỗi nha. Hả? Làm gì vậy? Ta xin lỗi phải tha lỗi chứ, đúng không? Kể kia anh nói anh đón mình mà anh không đón thì sao? Xin lỗi em nha. Rồi sao? Chưa kể em nói sao? Ý Chúa nữa, ô lại nước nó nói ý Chúa thôi cả. Này rồi ghê lắm, không dám. Nó ý Chúa rồi thôi không dám, nghe không ạ? Cho nên mình phải chịu. Cho nên cho như vậy, cho ai giúp mình. Dành mấy người đàn bà gì, mặc dù đang chờ ai đó, nhưng mà sao, cái chân là sao? Vẫn phải cầm mấy cái bình thuốc đi, run lắm. Bà đi làm sao nha, bà coi chừng coi có hàng lính là mã nào dồn không. Còn bà đi giữa bà coi kỹ nha. Còn bà đi chính giữa ba bà, mày đi coi hứa không nha. Phân chia nhiệm vụ ra, vừa đi vừa sợ lắm. Hả? Rồi á, ở trong tổ thảo luận còn nói là bình nó mắc lắm. Thiệt, tôi không có coi cái vụ đó, không biết có mắc không. Thôi kệ cho mắc đi. Mấy bà đàn bà mà bà dân cái gì vậy, là cái chuyện của bà cũng gì lớn lắm luôn. Bà dân con chút, coi dân hết vậy tài luôn vậy đó. Có tài nó cho mắc đi. Đó, mắc không nhằn. Nè, đi bộ đi đàng hoàng đi vậy rồi rớt bể cái bình ra hết bao nhiêu tiền. Rồi mắc tông quay trở về nhà mua khác nữa đó. Dạ, trên đường đi chắc là nói chuyện ồn ào. À, nó nhỏ nhỏ thôi, đã sợ người ta phát hiện mà đi cứ cằn nhằn hoài vậy. Ô, bao nhiêu cái sự việc trên đường đi đó. Nhưng mà cuối cùng đến là tốt rồi, đúng không? Đến là tốt rồi, có đến là tốt rồi. Cho nên ở trong những buổi cầu nguyện là sao? À, ai đến nói tính đi cầu nguyện cái về vậy kia, tính đi cầu nguyện cái tự nhiên có chuyện bực mình lên, tính đi cầu nguyện cái có điện thoại tới nổ sùng lên nó là. Nhưng mà sao?
Thành ra cũng kể tao nơi cái hậu thánh hát hallelujah quê dễ sợ. Không sao đâu con, tới là tốt rồi. Hai người đàn bà đó tới là tốt rồi. Bởi vì sao? Chúa sẽ làm phép lạ trong giờ phút cuối cùng nha. Còn cái chặng đi đường đó Chúa biết hết, Chúa đi cùng mà. Trên tấm lòng của mình có muốn đi cầu nguyện hay không thì những cái mà bực bội đó là test thôi, thử chơi cho vui thôi, có gì lớn đâu, con cũng tới nơi an toàn mà, cũng tới nơi an toàn mà, đúng không? Và thậm chí cái tới giờ phút này vẫn còn trong chức vụ cũng là tốt rồi. Tôi đứng đây với một lòng biết ơn Chúa. Thưa ông bà chị em, hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo, người hầu việc Chúa. Rồi là năn nỉ luôn. Quý vị biết không? Bởi vì chúng ta đó có quan hệ lẫn nhau sâu sắc lắm á, đúng không? Dạ. Ngày hôm nay có nhiều người lãnh đạo đó, mình cũng thông cảm hết mức rồi. Nhưng mà làm sao đó, gọi là tan nát. Rồi Chúa Giêsu phải lấy cái câu Chúa Giêsu nói: ta thấy bà chiên tan lạc nhưng không có người chăm, thì động lòng thương xót. Hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo để rồi họ đứng vững ở trong chức vụ, không? Ở trong hội thánh của mình. Ai được gọi chức vụ gì đó, chúng ta gì biết rằng phải khéo thi hành chức vụ thì mới được tôn trọng. Mà lỡ bây giờ không được tôn trọng, nghĩa là không khéo, nghĩa là vẫn còn trong chức vụ mà không khéo, thì nó làm một cái gì đó nó khó nói lắm, đúng không? Có bỏ Chúa đâu, vẫn còn nguyên, đâu có bỏ đi đâu đâu, nhưng mà nó khó chịu đúng không? Nó khó chịu đúng không? Quý vị ngồi chờ đi. À, tôi trở lại chuyện ngồi chờ ở thị trường nè. Chờ đã rồi là sao? À, xin thông báo à, chuyến bay ZVZ gì đó. Dạ, xin này, vì lý do kỹ thuật máy bay khai thác máy bay đến trễ, cho nên chúng ta sẽ chờ thêm 30 phút. À, la lên Vietjet có khác. À, cái bữa nọ mình đi Bamboo đàng hoàng, đi Vietnam Airlines nó cũng biểu chờ luôn, ngò bằng nhau. Dạ, như vậy nó rất là khó chịu. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Ủa rồi cũng vậy thôi mà, không? Nếu mà phải chờ vì lý do thời tiết thì dù cho Bamboo, Vietnam Airlines, Vietjet thì nó chờ chờ hết luôn. Cho nên có những khi chúng ta tôi hình dung vậy đó, hả? Quý vị là cỡ như là VIP, cỡ như là Bamboo. Quý vị khác hầu Chúa được kêu gọi cỡ tầm cỡ như Vietnam Airlines, còn những người khác tầm thường Vietjet, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi chúng ta thi hành chức vụ không xong á, hả? Chúng ta làm công việc Chúa nó không xong á, hả? Thì chúng ta thấy là gì, quan cảnh hả? Và mọi người đương nhiên là trong Chúa sẽ đầy dẫy tình yêu thương để mà thông cảm, để mà tha thứ. Nhưng mà vô hình chung chúng ta đã góp phần cho tình tiết tăng nặng. Trong lúc chờ đợi đó, chúng ta phải tìm cái gì cho nó vui, tìm cái gì cho nó có động lực ha, để mình nhìn tới điều đó, mình háo hức, mình chờ đợi. Như nãy quá nói háo hức chờ đợi đi nhóm, thấy không? Dạ, chứ không phải háo hức chờ bữa nay hay giảng vậy cái nói tiền đó rồi xong. Ô bây giờ có những tín đồ vậy đó, đi vô vậy bữa nay ai giảng vậy, nên là háo hức lắm, ha, mặt tươi cười vậy, cái nói tên người đó ra xong tự nhiên tụ mặt lại. Ủa chưa giảng mà, không à? Nhưng nhiều khi á là gì, đang ngồi vui vẻ vậy tự nhiên có người đó xách ghế xách cái vỏ vô ngồi lại mình ngó lên, rồi đó mất hứng rồi đó, mất hứng rồi đó, bắt đầu ngó quanh, có chỗ nào đang giờ chỗ chờ ở đây mà có tuyển mục từ đang hướng dẫn xong rồi dân hiến hay gì đó đặng xách cái vỏ chỗ khác ngồi. Chúng ta làm như vậy thì cái cuộc chờ đợi của chúng ta, mỗi người chờ chuyện riêng, rồi hội thánh đang chờ chuyện chung, đang chờ những lời hứa tốt chung, chúng ta đều có lời hứa của Chúa để chờ. Mà chúng ta cứ làm như vậy hoài đó thì nó rất là mệt mỏi. Trong khi đó các sứ đồ không có làm như vậy đâu. Luca đoạn 24 câu cuối cùng, môn đồ cứ ở trong đền thờ, xin lỗi, câu 52, môn đồ thờ lại ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Mừng rỡ lắm. Sao vậy? Họ nghe trực tiếp, nghe trực tiếp. Cho nên bên nhớ của chuyện Thô-ma không? Đó. À, nè, nãy giờ đi đâu vậy? Chúa hiện ra rồi, ai cũng hớn hở luôn. Ông sao? Sụ mặt xuống. Bây giờ xin cho tôi gờ vô sườn Chúa, tay Chúa đúng đinh, tôi mới tin. À, mà tôi mới coi bộ phim khác á, cũng chiếu rồi.
cái này nó diễn tả cái ông Thomas này cảm xúc hơn. Và khi mà ổng đặt gì, ổng sừng sổ nha, ổng sừng sổ, ổng không có thèm quan tâm đâu. Mà khi mà Chúa hiện ra cho ổng đặt tay vào đó thì sao? Ổng quỳ xuống này. Dạ. Cho nên là chúng ta thưa ông bà chị em, thà như Thomas, thà như Thomas. Nếu đang có bực bội gì, nghi ngờ gì đó, nói liền đi. Để rồi chúng ta sẽ vô cái cảm xúc chung đó là gì? Mừng rỡ lắm, môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên chạy xảy qua công vụ sứ đồ, chúng ta thấy không? Nó mới mau chóng đi đến cái phép lạ được chứ, mau chóng đi đến cái hội thánh đầu tiên được phấn ngân chứ, mau chóng mới thấy là lửa tinh trời rơi xuống chứ, mau chóng mới thấy được là quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta như thế nào chứ. Ngày xưa chúng tôi đã từng chờ, chúng tôi là những người nhóm trong hội thánh Tư Gia. Lúc đó chúng tôi không hiểu gì hết nha, chúng tôi cứ có chỗ là nhóm thôi. Cho nên nó chờ, lúc đó chúng tôi cũng không biết mình chờ cái gì luôn á, không biết chờ cái gì luôn á. Không phải chờ giáo sĩ đâu, cũng không có giáo sĩ, không có nhận được lời hứa đó, không biết chờ cái gì. Mà trong lòng nó rất là rạo rực, và điều làm cho tôi rất là rây rứt mãi không nguôi luôn vậy. Trong những cái lúc chờ rồi như vậy đó, thì chúng tôi làm gì? Hát, hát thánh ca, hát bản ca. Ở đó đâu có máy chiếu màn hình gì đâu, chép tai, chép ra, truyền ra những cái quyển chép. À, chép, hát, hát, hát. Trong lúc chờ đợi quý vị ơi, nếu mà đọc kinh thánh không nổi, hát đi. Và hát, làm ơn, đừng có hát nhạc đời. Tôi kể quý vị nghe rồi đó. Tối về mình mong có thời giờ mình nghỉ ngơi, mình hưởng phong cảnh thiên nhiên núi đồi của huyện Sơn Nham, tỉnh Quảng Ngãi, nên thơ hùng vĩ vậy. Mà mới vừa sáng bét ra, cho tập thể dục ok, xong rồi thành phố buồn nhớ không em. Thôi, nhớ rồi, ngày chủ nhật nhớ luôn, bữa nay tôi giảng. Bực chết được luôn, thành ra tôi phải làm gì? Làm gì? Trong đầu tôi bài nào ra, tôi hát câu 1, câu 2 lộn xộn hết luôn. Nó làm tôi phân tâm mà, tôi sắp đi giảng rồi mà. Nó làm tôi phân tâm quá, tôi lại hát tùm lum tà la luôn. Phải như vậy. Cho nên là gì? Chúng ta thấy những người đây, hết thảy con một sứ đồ đoạn 1, con 14 cuối cùng, hết thảy những người đó bên một lòng, đồng một ý mà cầu nguyện. Thưa ông bà chị em, chúng ta phải làm sao trong buổi cầu nguyện đó. Bởi vậy cho nên á, tôi cảm ơn Chúa đó. Tôi muốn nói lần nữa để cảm ơn Chúa thôi. Cái mà tôi suy nghĩ ra đó, là cái dung cầu nguyện sáng thứ hai tôi không cho ai phát biểu là vậy đó. Bởi vì đi cầu nguyện mà phát biểu á, cái đáng lẽ mình có cái lửa thánh linh muốn cầu nguyện lắm, cái tự nhiên mình nghe người đó phát biểu gì sai, giảng sai thần học rồi, nói vậy sai rồi, không đúng thì mình phải sửa đúng không? Cái mình nói sửa lại mà người ta nghe không có gì, ta không nghe ta cãi là được, cái ngồi qua cãi qua cãi lại thần học. Ủa buổi là gì vậy? Buổi đó học thần học hả? Buổi đi cầu nguyện mà, cho nên không cho phát biểu nha. Còn nêu năng đề lên, nêu năng đề nó dài quá, mất giờ người khác, khỏi cho nêu năng đề luôn. Và tôi thấy những cái bữa đó cầu nguyện như vậy đó, tất nhiên nha, có rất nhiều loại cầu nguyện nha, nghe tôi nói đó. Mà cái loại này đó thì tôi sợ hội thánh chưa có trải qua nên tôi mới giới thiệu, đó là cầu nguyện đáp ứng theo kinh thánh. Cứ kinh thánh nói sao cầu nguyện lại như vậy. Mà rốt cuộc á, ngày thứ hai là cái ngày mà tôi háo hức nhất, bởi vì tôi tưởng đâu rằng ngày thứ hai sẽ là có cái thời giờ sau đó tôi cầu nguyện riêng, đúng không? Tôi nói mọi người mà, sau đó chúng ta cứ cầu nguyện riêng. Nhưng thật ông bàn chay biết không, sau đó tôi ngồi tư lự cả tiếng đồng hồ, không có cầu nguyện riêng đâu, tôi không cần cầu nguyện riêng nữa. Và tôi bắt đầu học qua cái câu Chúa nói là gì? Hãy học theo ta, làm theo ta, đưa cái năng đề của mình cho Chúa và mang cái năng đề của Chúa về với mình. Bớt chú ý vào năng đề của mình bằng cách là gì? Sẽ cầu nguyện xin Chúa đặt cái gánh nặng khác cho con. Tôi có đứa con cần phải lo, lạy Chúa đủ rồi, khóc đủ rồi, cầu nguyện đủ rồi, kiêng ăn cũng có luôn. Bây giờ con của ai như vậy, tôi đem vô tấm lòng của tôi cầu nguyện. Nên tôi thấy ai cũng thương. Và từ khi tôi làm được như vậy, tôi thấy rất là thoải mái luôn. Tôi càng cần tiền, không biết ai giúp. Tôi nghe người khác cũng đang cần tiền, lạy Chúa tôi cầu nguyện cho cái người đó. Tôi cầu nguyện Chúa gỡ rối cho cái người đó. Dạ, cho nên từ lúc mà làm như vậy, tôi thấy đúng kinh thánh, rất là chính xác. Phải có sự đồng thuận ở đây.
đồng một lòng một ý mà cầu nguyện. Cho nên thưa ông bà chị em, hãy đến với buổi cầu nguyện chung, và tôi tin rằng, tôi mong rằng hội thánh chúng ta nên có nhiều cái buổi cầu nguyện chung như vậy nữa, và tối thứ năm và chúng ta sẽ nhớ thêm nhiều buổi nữa. Và nếu cần á, bận quá trong từng nhóm nhỏ lúc nhỏ, chúng ta tạo xung cầu nguyện trở lại đi, kệ nó, ít nữa cũng còn cầu nguyện chung được. Trước hết là như vậy đi, rồi từ từ mình tiến đến cầu nguyện trực tiếp đó. Ít nữa trong các ban ngành đó, chúng ta á, là làm gì không có thời gian thì mở một cái Zoom ra là chỉ cầu nguyện cho ban của mình thôi, không cầu nguyện ban nào khác hết, vậy đi. Dạ, cho nên cuối cùng thưa ông bà anh chị em, chờ điều Chúa đã hứa. Chúa hứa cho chúng ta trong Kinh Thánh là có mười mấy ngàn cái lời hứa. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta cần phải nghe Chúa nói để làm sắc bén hơn cái lời hứa đó. Và chúng ta phải đặt mình vào, con là nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này. Chúng ta mỗi người luôn luôn có cái để chờ đợi. Nhưng mà một điều khôn khéo nhất đó là ông bà chị em kết nối được một cái chữ bình dân, là chúng ta lôi Chúa được, tiếng Anh là bring, nhưng mà nó lôi kéo Chúa vô câu chuyện này. Dạ, lôi kéo Chúa vô câu chuyện này, bởi vì con đã tin Chúa Giêsu, con đã kinh nghiệm được Chúa Giêsu, và con có Đức Thánh Linh này ở cùng, và thân thể này là đền thờ của Chúa, kéo Chúa vô. Và cuối cùng giao lại cho Chúa chịu trách nhiệm. Một diễn giả nổi tiếng, ông kết luận bài giảng như vậy, và tôi muốn nhắc lại đó là gì? Hãy giao hết tất cả cho Chúa Giêsu chịu trách nhiệm. Mời chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện. Hãy giao lại hết cho Chúa Giêsu. Khi nào mới giao? Khi chúng ta có nhận cái gì thì chúng ta mới giao. Không nhận gì hết thì sao giao? Cho nên chúng ta có nhận được lời hứa của Chúa chưa? Có nghe được tiếng Chúa hứa chưa? Hãy giao lại cho Chúa. Hôm nay thì giờ đã dài, nhưng mà thật sự là lòng của tôi rất là khao khát. Tôi mời ban kỹ thuật làm ơn Thiền ơi chiếu cái bài nhạc đó lên. Quý vị cứ cầu nguyện. Tôi muốn hát bài này, mặc dù tôi không có giọng để hát, nhưng đây là bài hát. Khoan, ngưng lại đi không? Kỹ thuật ngưng lại giùm cô, để nó trôi nhanh quá. Đây là bài hát rất là nổi tiếng, mà trong thời kỳ Chúa Thánh Linh thăm viếng Hội Thánh Tư Gia bùng nổ thì không ai là không biết bài hát này. Nói ước mơ đó là mình một viên than thôi. Bởi vì quý vị biết rằng, chúng ta biết là Thánh Linh đến như lửa, nhưng mà lửa ở đâu chứ? Nếu mà không có than, không có những than nhen lại thì lửa cháy ở đâu? Đúng không ạ? Cho nên lửa sẽ cần có những cái viên than nó nhen lại. Và tác giả nói cái ý đó. Xin chúng ta hát, có thể ai biết hát có thể hát theo, ai không thì chúng ta được Thánh Linh cảm động cầu nguyện. Chúng ta đừng có quan tâm gì hết, chúng ta ở với nhau chung lúc này đi. Chúng ta vừa nói xong đó là đồng một lòng hiệp một ý cầu nguyện ở trên phòng cao. Có lẽ sau tuần này, trong tháng này, tháng tới, Hội Thánh cũng chưa có thời giờ làm điều đó đâu. Cho nên sau buổi nhóm, chúng bạn chị em nán lại một chút, không trễ lắm đâu, để chúng ta có thể làm cái điều đó là cho Chúa một cơ hội. Thank you.
Giêsu là đấng đã có hứa với các môn đồ khi xưa và cho tất cả chúng con là những người tin rằng Ngài sẽ ban cho chúng con quyền phép để chúng con có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Thì chỉ nhờ quyền phép đó chúng con mới có thể thực hiện cái lời mà Chúa Giêsu nói: ai tin ta sẽ làm việc ta làm lại càng làm việc lớn hơn nữa. Phải Chúa ơi, cho dù chúng con chỉ cần làm việc Chúa làm thôi cũng đủ rồi. Cho dù chúng con không mong gì mà làm việc lớn hơn, cho dù như thế thì con tin rằng Ngài vẫn muốn chúng con phải nhận lấy lời hứa này. Chúa ơi, bởi vì quyền phép của Chúa ban cho chúng con không phải để chúng con muốn hay là không muốn, nhưng mà để chúng con được Chúa sử dụng và chúng con phô bày ra phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Không phải là người ta tin hay không là tùy vào cái gì, nhưng đó là nhờ vào lời hứa này. Cho nên chúng con sau khi kỷ niệm Chúa phục sinh, chúng con đã chờ cái gì Chúa ơi? Theo cái quy trình của Hội Thánh Chúa, tất nhiên là sẽ có những sự kiện sắp tới mà chúng con phải chờ, phải đợi. Trong cuộc sống cũng vậy, có nhiều điều mà chúng con mong chờ nó xảy đến để ý Cha được nên, để đẹp ý Chúa, để vinh hiển danh của Ngài, để chuộc sự sống của chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Nhưng mà Chúa ơi, cuộc đời có cho như vậy không? Một thế lực tối tăm, ma quỷ có cho chúng con được toại nguyện như vậy hay không? Đó là chuyện mà chúng con cũng biết rồi. Bây giờ chúng con đang chờ đợi lại Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban cho ông bà chị em chúng con sáng hôm nay, ít nữa là những người đã nghe lời này, con cầu nguyện bởi vì nhân danh Chúa Giêsu, lời của Ngài một chấm một nét cũng không bao giờ qua đi. Lời của Ngài đã ban ra rồi, không phải lấy về một cách lúng nhưng mà phải làm trọn ý muốn của Ngài, thuận lợi công việc Chúa sai khiến. Cho dù sáng hôm nay con nói gì đó là dư thừa, con nói gì đó là sai, nhưng mà Chúa ơi, xin Ngài bảo vệ lời của Ngài, Ngài bảo vệ lời của Ngài đến nỗi rằng Chúa ơi, lời đó phải đánh động ở trong suy nghĩ chúng con. Kể cả những người mà chúng con thấy là mình không liên quan hay là mình không cần thiết, Chúa ơi, làm sao không cần thiết được, chúng con sống nhờ bởi lời của Chúa chứ không phải chỉ nhờ bánh mà thôi đâu. Cho nên xin Chúa Ngài đừng để chúng con có một cái tư tưởng rằng ô cái này tôi không cần, ô thì tôi không quan trọng đâu. Bây giờ cái nào mới quan trọng hả Chúa? Chúng con không thể nào ô Chúa phó mặc cái cuộc đời này cho nó trôi dạt đi đâu thì đâu, nhưng mà chúng con ô Chúa trong cái sự chờ đợi giống như là bé Môi-se được thả trôi dòng nước. Nhưng mà có phải như vậy không? Ồ, có một người mẹ rất là quan tâm, có một cái công chúa được Chúa sắp sẵn và có một cái người chị đã chờ sẵn. Tất cả đó là sự tế trị của Chúa. Rồi khi chúng con nói chờ nhưng không biết làm sao thì Chúa đã sống sẵn, Chúa đã làm tất cả rồi. Ngay cả khi mà bây giờ chúng con chờ Chúa quay trở lại, Ngài cũng đâu có rảnh đâu. Chúa Giêsu còn không rảnh mà Ngài về cùng tiết gia, Ngài sửa soạn chúng con một chỗ, để rồi chúng con, Ngài đem chúng con đi, Ngài có một cái plan rồi, là Ngài đem chúng con trở về quê hương. Ngài có một cái chương trình rồi, là mỗi một ngày Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thế cho các thánh đồ. Cho nên bây giờ Chúa ơi, chúng con không thể nào chờ đợi một cách tự nhiên, đến đâu thì đến được hết. Nguyện xin Chúa buổi sáng hôm nay soi sáng cho chúng con, không có việc gì là việc riêng cả. Ở đây không việc gì là việc riêng cả, bởi vì chúng con là con trai con gái của Đức Chúa Trời, việc gì cũng là việc của Chúa cả, không có ai chờ đợi là việc riêng cả. Buổi sáng hôm nay Chúa rất là nóng lòng muốn nói mọi người rằng: con ơi, con chờ cái đó là con chờ Cha đó, việc đó là của Cha, Cha sẽ làm cho con. Ô lạy Chúa, con kêu gào trong Thánh Linh của Ngài, con kêu gào trong Thánh Linh của Ngài, con không thể nào chờ kiểu như vậy được Chúa. Nếu con chờ kiểu như vậy là con sẽ đi đánh cai giống như các sứ đồ, biết bao nhiêu phép lạ của Chúa mà bây giờ con không đẩy được nữa. Con chờ đợi như vậy con sẽ giống như, con sẽ nói giống như Gideon vậy: Chúa ơi, Ngài chờ ở đây để con đi sắm một cụ lễ. Con sắm một cụ lễ rồi, nó đẹp ý Chúa rồi, quay trở lại nó đúng cái quy trình rồi, thì Chúa sức giàu, Chúa làm phép lạ như Chúa, Chúa làm phép lạ như Chúa để điều đó phải được xảy ra. Chúa ơi, con sẽ có tội biết bao nhiêu, bởi vì 30 năm trước con cũng chỉ là một người đàn bà rất bình thường, chuyện cơm áo gạo tiền mỗi một ngày phải đi phải lo. Chúa ơi, mà còn chưa kể là bị bắt bớ, bị khó khăn nữa. Nhưng mà hồi đó con chờ cái gì? Con đâu có biết con chờ cái gì đâu. Con không biết con phải ra chờ cái gì hết. Nhưng mà rồi hội thánh xảy đến, ô Chúa, hội thánh bùng nổ lên, biết bao nhiêu người đã nghe tin lành, biết bao nhiêu người đã tin Chúa, và họ vẫn còn đứng vững cho tới ngày hôm nay. Rất nhiều người trong họ ngày hôm nay vẫn còn đứng ở trong chức vụ. Điều đó há không phải là một dấu để chúng con biết rằng đây thật sự là quyền năng của Chúa. Nếu Chúa không làm thì làm sao người ta bỏ chớp để người ta theo Chúa? Nếu Chúa không làm thì tại làm sao người ta sẽ bỏ hết thì giờ công việc, lao đầu vào để mà cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và hát thánh ca. Cứ cầu nguyện và ngợi khen Chúa, hát thánh ca, cứ học lời Chúa trong khi không có biết ai phải dạy cho mình hết. Ô, chúng con khao khát điều đó. Nếu ước gì, ô Chúa quay trở lại,
quay trở lại như xưa. Mặc dù con biết rằng Chúa nói đừng có hỏi tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ. Chúng con không níu kéo lại quá khứ được, chúng con không níu kéo lại thời gian được. Nhưng mà Chúa ơi, ở trong Ngài là hiện tại, trong Ngài là cái gì cũng được hết mà Chúa. Đây là những câu Kinh Thánh rất là thường thức chúng con đã học rồi. Bây giờ con này xin Chúa một lần nữa đứng đây. Chúa ơi, nếu Ngài không làm việc này thì chúng con, mục sư Khoa và mục sư Liên này là người có tội hàng đầu. Bởi vì chúng con là những người đã biết mà không ra cảnh báo trước mặt Chúa. Ôi Chúa ơi, xin hãy cho chúng con có một cái uy quyền để chúng con thể nói mà cho người ta che đậy đi, không để bắt bẻ nữa. Con thấy ở trong hội thánh mỗi lần nói cái gì ra dường như có một cái thế lực nào đó khiến chúng con nghe mà không có hiểu. Khi mà chúng con hiểu sai ý và chúng con bắt bẻ lẫn nhau, chúng con để quá nhiều thời giờ vào những tiểu tiết đó làm cho ma quỷ lợi dụng. Lạy Chúa, con nhân danh Chúa Giêsu chặt đứt tất cả những điều đó. Để từ đây về sau, những kế hoạch chương trình gì mà chúng con thực hiện, nhất là cầu nguyện, thì xin Chúa hãy cho chúng con có một quyền năng. Chúa ơi, ở Asbury, ông hội thánh mà ta đã ngủ bao nhiêu lần, ô tay chỉ đầy dậy tri thức thôi, sau 40 năm thì Chúa quay trở lại cầu nguyện. Ôi con đọc những cái, con coi cái YouTube đó, họ hát cái gì mà hàng ngày hàng giờ, ôi giơ tay lên con nhìn mà con còn mỏi tay nữa, còn họ cứ hát, họ cứ giơ tay như vậy. Ồ, con coi YouTube, con thấy chương trình cầu nguyện của tiên tri TV Joshua. Ông về nước Chúa 2 năm nay rồi. Mà những cái tinh thần cầu nguyện của ông, hội thánh của ông, ngày hôm nay chủ nhật nào họ cũng ca hát thờ phượng Chúa suốt 1 tiếng đồng hồ, hát đúng 2 bài thôi, cầu nguyện liên tục thôi. Ồ, chú các người đã giảng chỉ nói một câu Kinh Thánh thôi mà tại sao quỷ được xuất ra, tại sao bệnh vẫn được chữa hết, tại sao những con người vẫn té ngã như vậy. Ô lạy Chúa, điều đó đáng để chúng con suy nghĩ lắm chứ. Chúa ơi, hãy thêm đức tin cho chúng con đi. Chúa Ngài nói Abraham hãy nhướng mắt lên. Phải, bây giờ chúng con mệt mỏi lắm, chúng con muốn nhắm nghiền mắt lại để đừng thấy, đừng nghe gì nữa hết. Chúng con quá mệt mỏi rồi. Lạy Chúa, cho chúng con có một chút đức tin để nhướng mắt lên, để chúng con thấy được ít nữa là Chúa ơi, những cái điều đó là Chúa Thánh Linh đang hành động mà. Rồi chúng con sẽ kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Kỷ niệm sao đây Chúa? Ngày đó chúng con sẽ dấn thành chim bồ câu lên. Ngày đó chúng con sẽ giáng được một Đức Thánh Linh. Rồi thì sao Chúa? Rồi thì những quyền năng không thấy đâu nữa. Và dưới Gideon, chúng con sẽ hát mãi bài ca của những ngày trong quá khứ kia. Rồi bây giờ chúng con sẽ trả lời làm sao với thế hệ sắp tới đây. Rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bỏ công ăn việc làm để thêm thời giờ trong sự cầu nguyện, lao đầu vào các mục vụ. Ôi chứ làm tất cả là gì cái gì? Rồi như thế này, mai sau này khi họ đứng lên lãnh đạo hội thánh như thế nào? Lòng con khao khát và con xin Chúa ngày nhắc nhở chúng con. Lời con nói sáng hôm nay rất dài, nhưng mà Chúa ơi, Chúa biết được lòng của con. Con chỉ khao khát một điều, con đã thấy rồi thì không thể nào nín lặng được. Cho nên con mời gọi và con năn nỉ Đức Thánh Linh. Ngài mới là nhân vật chánh, Ngài mới là đạo diễn, Ngài mới là đấng quyết định. Nên con chỉ kêu xin Chúa, Ngài hãy làm lại đi, Ngài hãy làm lại công việc của Ngài. Con không có làm, mà Chúa phải làm đi. Và thưa ô với hội thánh, thì sáng hôm nay nếu mà tôi có nói điều gì không đẹp lòng Chúa, không có vui lòng quý vị bỏ qua. Lạy Chúa, con không muốn nói một cái điều gì từ nơi xác thịt hết, con không muốn nói một cái điều gì từ con người hết. Con rất là chờ đợi Chúa, thậm chí con biết rằng cái điều này đúng là phải chờ mục sư Khoa nói. Con biết rằng cái điều này đúng là phải ban điều hành nói. Con biết hết tất cả mọi điều. Nhưng thật sự lòng con bây giờ không chờ đựng được nữa. Con mong rằng Đức Thánh Linh ơi, Ngài hãy làm việc ở trong lòng con bàn chị em chúng con. Để sau giờ nhóm này ra về, ô chứ mỗi người chúng con sẽ về giống như các sứ đồ, mừng rỡ lắm, ngợi khen Chúa và háo hức chờ đợi để xem có buổi nhóm cầu nguyện nào không. Và tôi sẽ đến cầu nguyện, tôi sẽ cầu nguyện và sẽ kỷ luật từng giờ sẽ cầu nguyện như thế nào cho từng mỗi công việc, xem thử rằng Chúa có hành động hay không. Chắc chắn Chúa phải hành động, bởi vì Chúa đã hứa rồi. Cho nên nếu mà sáng hôm nay Chúa mà không hành động những gì mà chúng con về cầu nguyện, Chúa không trả lời, lại Chúa, Ngài hãy cho chúng con một câu trả lời đi, đó là chúng con sai hay Ngài không nghe. Hãy cho chúng con biết lý do để chúng con không thể nào mất thời gian hơn nữa qua những cái công việc mà tôn giáo vô bổ như thế này. Ôi, Chúa ơi, con rất là có tội nếu mà để điều này xảy ra, cho nên xin Chúa thương xót. Một lần nữa xin Chúa là Đức Thánh Linh, là đấng được hứa ban chúng con, là đấng yên ủi, dẫn dắt, dạy dỗ, nhắc nhở lại mọi điều chúng con nghe từ Cha.
lạy Chúa Thánh Linh, và thậm chí rằng Ngài được ban cho chúng con để cáo trách chúng con về tội lỗi. Cho nên sáng hôm nay, đi bản thân con có tội lỗi nào không đẹp lòng Chúa thì Ngài tha thứ và cũng chỉ ra. Và con cũng cầu nguyện Đức Thánh Linh đó, Ngài lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay chúng con. Cảm ơn Chúa và Hội Thánh chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Thánh mọi tháng 1.